MG xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì MG đang có mặt trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đây thì Ghi cũng cố tình dừng lại ngay điểm này. Lý do thì ở đây có một cái mặt bằng rất là đẹp, rất là rộng luôn. Bốn mặt đèn liền nhau. Quá đẹp. Và ở đây thì thế giới xe điện như thế này đây. Thì bây giờ thì tình hình kinh doanh những cái tháng giáp Tết này thì Sài Gòn chúng ta thì càng ngày càng phá sản nhiều rồi. Theo thông tin của báo Tuổi Trẻ Online thì 10 tháng đầu năm 2023 thì có 61.628 doanh nghiệp biến mất khỏi thị trường, tức là đã dừng hoạt động hẳn rồi, không còn ở trên số liệu thuế nữa. Đó thì gia đình mình thấy rồi đó. Thì bây giờ là tới tháng sang những cái tháng cuối năm như thế này thì tình hình phá sản nó càng nhanh nữa, càng mạnh nữa. Và những cái đơn vị gọi là mạnh, đơn vị kinh tế lớn gọi là có tiềm năng nhưng mà bây giờ trụ không nổi nữa thì cũng phải gớt thôi. Những cái đơn vị mà yếu thì sẽ gọi là rất sớm, còn những cái đơn vị mà ta gọi là có điều kiện một chút thì bây giờ cũng trụ hết nổi. Kế một bên nữa thì cũng kinh doanh gọi là mặt tiền đẹp như thế này, đường thì rộng thênh thang nè, vỉa hè thì thông thoáng, nhưng mà kế bên thì cũng gọi là cửa đóng then cài, không phải 1, 2, 3, 4 là 5, 6 nè, nguyên một cái dãy dài luôn là đóng cửa hết luôn rồi. Thì tình hình kinh doanh chỗ này thì quá nguy thật sự mà nói. Thì thứ nhất là mình biết là cái giá trị mà người ta đầu tư kinh doanh ở những cái mặt tiền này như thế này á, thì mỗi một cái đơn vị kinh doanh, một cái cửa hàng thì người ta đầu tư với hàng trăm triệu, hàng tỷ và hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ nữa, nhưng mà người ta bị phá sản như thế này là tiền đã mất hết, thì coi như là xã hội mình đã mất đi những cái người gọi là kinh doanh, gọi là từ xưa đến giờ gọi là kinh doanh tốt từ xưa đến giờ. Rồi đây mặt bằng cũng cho thuê ở nhà mình thấy đó. Rồi thị trường mình lại mất đi cái gì nữa, mất đi một cái gọi là cái số lượng mà gọi là người thuê nhà đó. Từ trước giờ thì họ thuê cái này thì cũng tạo ra một cái dòng tiền rất là nhiều, nhưng bây giờ họ không thuê nữa, họ không kinh doanh nữa, cho nên là mọi cái gần như là te tua te tả hết luôn. Thì nhà mình thấy là ở đây nè, có những cái đơn vị đây mới khủng khiếp nè, gọi là thua hết rồi. Kinh doanh bây giờ là bớt xê lết hết đó, thì thua hết luôn. Mình thấy nè, bây giờ thì còn gì nữa đâu, thì những cái mặt tiền mà rộng siêu cấp như thế này, kinh doanh mà gọi là mặt bằng này thì 2, 4, 6, 8 nè, thì ở đây thì người ta kinh doanh một tháng thì đâu có dưới gọi là tiền thuê đâu có dưới 500 triệu một tháng cái dãy này đó. Thì bây giờ người chủ có tiền gọi là có mặt bằng thì cũng không cho thuê được, còn cái người thuê thì bây giờ họ cũng gọi là trụ hết nổi rồi, lỗ quá lỗ nặng rồi nên là cũng bỏ chạy luôn đó. Thì càng lúc mình càng thấy gọi là bết bát vô cùng. Tình hình kinh doanh của bà con thì hiện tại thì mình từ kinh doanh lớn từ kinh doanh nhỏ gần như là phá sản rồi, phá điều luôn đấy. Những cái công ty mà như là nhựa đồ thì đây là những cái tòa nhà khủng khiếp luôn đó, mà giờ này là đóng cửa hết rồi, te tua xe nó đậu trước luôn. Đây là Hùng Cường, Huệ Nghĩa đâu, là những cái xe này chuyên cái chuyến là Châu Đốc Sài Gòn ha, Sài Gòn Châu Đốc đó. Thì đi càng về cuối năm thì mình thấy là tình hình của bà con bây giờ kinh doanh bớt quá, người giàu cũng khóc mà người nghèo cũng khóc luôn, khóc đều với nhau hết. Bây giờ thì không biết phải làm sao khi mà bà con thì cứ xếp hàng mà xin ăn ở khắp nơi gọi là xin từng cái bữa cơm, nhất là ở khu vực các bệnh viện. Rồi kinh doanh thì cứ như thế này đấy, thua lỗ rồi phá sản rồi bán nhà cho thuê nhà đó, cái mặt tiền bên kia cũng để dán cái bảng cho thuê nữa đó. Thì đi một vòng để gia đình chúng ta thấy rằng là bây giờ thì cái tình hình mà ở Sài Gòn chúng ta ở đây thì ở đây có nguyên một cái dãy luôn, dãy này kinh doanh đại lý vé số ha. Vé số giờ này thì hay quá, giờ này nó bán gần hết rồi đó. Thì mùa này thì vé số cũng tương đối là đắt. Lý do là giờ khổ quá, nợ nần quá rồi phải mua vé số cầu mai thôi. Chứ giờ là kinh tế chỗ này mà khi mà làm để lấy lời, làm mà để phát triển được, làm giàu được nó lại thấy thua rồi. Bên đây thì đi thấy là có ngân hàng Sacombank quá hoành tráng luôn đây ha. Nhưng mà nhìn vào trong thì không có thấy khách nha.
còn thấy bảo vệ không à. Đó thì ngân hàng thì người ta cũng đang làm việc, còn nếu mà bây giờ mà cái giờ mà buổi trưa nó nghỉ làm việc á, người ta sẽ sập cái cửa cuốn xuống, sập hờ cái cửa cuốn xuống, đó là nhiều để bảo vệ cho ngân hàng ha. Ở đây thì có ngân hàng Sài Gòn nữa nè, có thể có mấy anh bảo vệ đang đứng là SCB đi đó. Thì tình hình ở đây thì bây giờ nó vắng đều luôn, vắng dữ luôn. Đi tới đâu thì cũng thấy những cái điều kiện gọi là kinh doanh te tua, rớt nước mắt luôn. Đó thì bây giờ thì đừng có ai mà nói thánh là làm nghề nào. Bây giờ thật sự mà nói, cầm bằng đại học ra, thạc sĩ ra, kỹ sư ra thì cũng đi chạy xe ôm công nghệ, tại vì xin việc có ai nhận đâu. Thứ nhất là người ta cần kinh nghiệm, thứ hai là người ta cần cái gì, cần những người giỏi, mà bây giờ thì mới ra trường biết gì đâu mà giỏi, cần có quá trình tu rèn. Mà quá trình tu rèn đó, bây giờ các công ty giảm nhân sự hết trơn rồi, đâu có nhu cầu tuyển thời vụ hay tuyển thêm cái gì đâu, cho nên là xin việc còn không có được nữa, chứ nói chi là có cuộc sống. Thành ra thì bắt buộc là phải dẫn đến một cái con đường. Ở đây nè, có các bạn bán nhà luôn, cái nhà nguyên cái tòa nhà như thế này đây. Đó thì tình hình kinh doanh rất là khó khăn, cho nên là kể cả sinh viên bây giờ ra trường thời điểm này cũng tội nghiệp. Những cái thời điểm mà kinh tế phát triển, sinh viên ra trường đó, dễ tìm việc làm đó, và lương nó cao. Còn bây giờ thì cạnh tranh với nhau từ chút, việc làm ít, mà sinh viên thì hàng năm ra trường nhiều, cho nên là việc làm thì bây giờ gần như là rất khó xin việc. Rồi bây giờ cha mẹ mà cho tiền ăn học lên Sài Gòn ăn học bao nhiêu năm rồi, ra trường lẽ giờ về quê cuốn đất thì cũng phải gán bám trụ lại Sài Gòn để tìm cái kế sinh nhai, tìm cái cơ hội để mà làm đúng với cái chuyên môn của mình. Thì bây giờ là kỹ sư ra, thạc sĩ ra mà xin việc cũng ai cho, không ai nhận hết trơn, thì giờ sao? Đi chạy xe ôm công nghệ thôi chứ biết sao giờ. Ở đây thì 2-3 căn để dán nhà hết trơn, tè le hết trơn rồi. Đó thì những cái mặt bằng này mặt bằng dữ không đó. Nó thì đi tới đâu cũng thấy vắng, cũng thấy ế hết. Đó cho nên là bây giờ thì sinh viên ra trường rồi, sinh viên không được thì ở lại chạy xe ôm công nghệ. Mà xe ôm công nghệ thì cũng bữa đói bữa no luôn, nhiều khi không có đủ tiền để đóng tiền phòng trọ nữa. Thành ra là bây giờ thì nếu mà bạn nào mà nhà quê mà có ruộng, có đất, có điều kiện xíu thì sẽ theo cái phong trào gọi là bỏ phố về quê, thì về quê để làm việc chăn nuôi trồng trọt hay là tạo dựng một cái gì đó. Chứ bây giờ thì te tua tơi đã như thế này rồi thì bây giờ biết làm sao. Đó thì gọi là thời thế sinh ra thì nó cũng gọi là ra trường không đúng thời điểm thì nó cũng khổ, có nhiều cái khổ đó. Thì kể cả không phải là những người sinh viên nó khổ đâu, những kỹ sư đó, thạc sĩ đó khổ đâu, mà cha mẹ nữa. Cha mẹ quê nhiều khi là phải đi vay đi mượn tiền gồng gánh để mà nuôi cho con ăn học 4-5 năm đại học, 4-5 năm đại học rồi ra giờ không có việc làm. Đó thì những cái cửa hàng ở đây đường Nguyễn Chí Thanh này bây giờ thì cũng ế đều, ế dữ luôn. Đó thì mình nhìn vòng vòng đi coi, không có người khách nào ở trên, kinh doanh buôn bán giờ sao cũng nhiều mặt bằng đóng cửa rồi. Đường Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh là một trong những cái tuyến đường đẹp, kinh doanh đang nhiều ngành nghề, kể cả khu vực ra xích lên xíu nhìn chúng ta thấy bán đồ phong thủy rất là nhiều luôn. Bây giờ thì chịu trận đây, việc kinh băng thì bây giờ thì cũng thấy có xe đậu đấy, nhưng mà nhìn giờ thì không có thấy khách hàng ha. Đó thì te tua tơi tả hết rồi, buôn bán như những cái cửa hàng xe đạp điện rồi. Nhìn mỏi mắt luôn, khuyến mãi đủ kiểu luôn mà khách thì lại không kiếm ra. Đó thì lên tới cái đoạn này thì Nguyễn Chí Thanh thì chuyên danh kinh doanh về cái đồ phong thủy thờ cúng ha. Đó, nhà mình thấy đây rất là đẹp, rất là trang nghiêm luôn, nhưng mà bây giờ kiếm đâu ra một khách bây giờ. Đó thì bây giờ là khi mà kinh tế khó khăn rồi thì gần như là bên kia nó cũng đóng cửa đều hết trơn, như là tất cả cái ngành nghề bây giờ thì nó đều ngưng trệ hết. Thành ra là tiền càng ít, làm không ra tiền nhưng mà cứ xài hoài, cho nên là nó cũng te tua tơi tả dần. Rồi dẫn đến một cái bây giờ là ai cũng hạn chế chi tiêu hết. Đó, những cái cửa hàng phong thủy lớn như thế này đấy, nhưng mà đâu có một khách nào đâu. Gia đình mình nhìn thấy đi, te tua hết trơn rồi, gọi là buôn có bạn bán có phường luôn ha. Nhưng mà bây giờ đâu có thấy cái gì đâu. Đó, mỗi một cái tiệm có một cụ ngồi thôi, không có người kinh doanh, không có người phụ luôn. Tại vì giờ bán vắng bán ế quá, giờ thuê người trả nữa là chết luôn. Đó thì chủ thì cũng ngáp, gọi là thở oxy, thở lên thở xuống. Còn nhân viên thì xác định một điều là mất việc rồi, mất việc rồi về tiền đâu mà trả tiền phòng trọ,
tiền đâu mà gửi về quê cho ba mẹ. Rồi những người nào có gia đình thì gửi tiền về cho con ăn học mẫu giáo, học lớp 1, lớp 2 nữa. Cho nên là nhìn thấy cái cảnh này mình mới thấy không phải là siêng năng là được. Dù siêng năng đi nữa thì tại cái thời điểm này đây thì có cái cửa hàng phong thủy rất là đẹp luôn ha. Cả nhà mình thấy quá trời đẹp luôn nè. Rất là nhìn rất là trang nghiêm luôn. Đó thì đó, siêng năng bây giờ thì cũng không kiếm ra tiền, chứ không phải là lười biếng gì cả. Những người mà họ làm việc cực lực luôn mà giờ chạy, nhiều khi chạy quanh cái đường tối ngày đâu ai mướn đâu. Rồi làm tự do, bán vé số, chạy trên công nghệ bây giờ nó cũng ế nhân răng luôn, ế mẻ dữ luôn chứ không phải ế bình thường. Rồi cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là bây giờ thì vẫn là đối khổ, vẫn là thất nghiệp, vẫn là bao nhiêu cảnh đời. Mình thấy đó, những đây là những cái cửa hàng mà kinh doanh như thế này thì gia đình chúng ta thấy đó, là bạc chục tỷ trở lên, không thấy vậy chứ không phải đơn giản, giá trị rất là cao, nội thất như thế này đây. Mà bây giờ thì nhìn cả con đường luôn nó vắng tẻo teo rồi, chứ đừng nói là nhìn cái gì, con đường mà nó vắng như thế này đi, đường Nguyễn Chí Thanh, mặt tiền đường thì rộng mênh mông, vỉa hè thì thông thoáng, đó thì cửa hàng thì cao thoáng nè, rộng nè, hoành tráng, nói chung là tất cả đều được, tất cả đều ok hết. Một cái quán cà phê lớn căn góc như thế này đây, dữ dằn luôn nè, thấy không? Nhưng mà bây giờ là kiếm ra đâu được mấy khách, được một khách, hai khách ngồi. Đó thì cả nhà mình thấy đi, đầu tư quán cà phê đặc tỷ mà được một hai khách ngồi vậy thì tiền mặt bằng tính làm sao, nhân viên tính làm sao, còn tiền vốn mình đầu tư ra nữa thì coi như là chết ngắt rồi, coi như là đem muối bỏ bể rồi, đem cát mà quăng xuống biển thôi, nó sẽ chìm ngấm, nó không còn thấy nữa, coi như là vốn mình là đầu tư ra là mất hết rồi đó. Đó thì những cái cửa hàng mà trang trí nội thất phải nói là hoành tráng, với những cái loại gỗ quý đó, đúng không? Đó được gọi là điêu khắc tinh xảo luôn nha. Mà bây giờ thì thật sự là ngoài khả năng của cái người ta là người dân rồi. Bây giờ tiền ăn còn không có, đi ngược lên ngược xuống, cầm tờ giấy số bán cả ngày được mấy người mua đó. Rồi chạy xe ôm công nghệ thì ngày được mấy cuốc, ế ngồi mà chổng trơ luôn, thì làm sao mà mua nổi những cái đồ mà giá trị mà tiền chục triệu, trăm triệu, tiền tỷ như thế này. Cho nên là cũng rất buồn ha, buồn cho bà con phải là rơi vào những cái cảnh như thế này đây. Đó, những cái cửa hàng mà trang trí ha, gọi là trang trí và thờ cúng luôn, siêu to khổng lồ như thế này đây, cũng đành phải bó tay thôi. Tình hình vẫn là tình hình kinh doanh thê thảm như thế này. Bao nhiêu cửa hàng chứ đâu phải một cửa hàng đâu, hàng ngàn cửa hàng như thế này mà bây giờ thì nhân viên coi như là cắt giảm hết rồi, còn chủ thôi, mà chủ thôi thì cũng ngồi ngáp gùi luôn chỗ này nữa thì sống sao mà nổi. Cho nên là cũng rất là buồn cho cái nền kinh tế hiện tại, và buồn nhất là cái giai đoạn cuối năm, cái mùa cao điểm này, cái mùa giáp Tết rồi mà bây giờ nó cũng phải như vậy, thì cũng rất là phải nói là như ngân hàng Agribank đi, nhìn thấy xe nhân viên không có hai anh bảo vệ anh đứng, rồi bên đây là Vietinbank nữa, những cái hàng ngân hàng mà bây giờ đang giờ làm việc đó nha, giờ cao điểm đó, mà có khách khứa gì đâu. Đó thì tình hình ha, nhìn để nó nhìn thấy là không riêng một cái ngành nghề nào mà gần như là tất cả các ngành nghề hiện tại thì đều gọi là không trụ nổi đó. Ế rồi, ế dữ, ế đều luôn, mà ế mà ế không chừa chỗ hở, ế không bỏ chỗ nào luôn mà. Đó thì đây nhìn gia đình chúng ta thấy đó, gần như đây là những cái hàng ngâm không đấy, nhưng mà bây giờ thì cũng nhiều đơn vị nó trụ không nổi rồi. Thì clip của em đi đến đây cũng xin tạm dừng. Em cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.